Xin chào các bạn nha, chào mừng bạn trở lại với kênh bây giờ của mình nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục kéo ganh cho các bạn, mà sẵn quên quay clip lại cho anh em xem luôn nha. Thì hôm nay mình sử dụng vi tướng Masadi Mid anh em ơi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em trang bị bản ngọc cũng như là phù hiệu anh em ơi. Thì phù hiệu thì mình sử dụng là luyện kim nha anh em. Bây giờ mình đã farm xong rồi, bây giờ mình sẽ vô mình canh bồ cho gừng mình để coi nó có phá không anh em ạ. Thì bên kia có khống chế nên mình sẽ lên đôi giày kiên cường nha anh em. Đó, mình sẽ lên đôi giày kiên cường trước. Thì cái mẹo mình đi mid hay đầu chặn thì thường thường mình mua thì mình sẽ mua cuốn sách phép chứ anh em ơi. Để khi mà dẹt lính hay là khi mà nó qua nó tấn công con bùa mình thì mình có đủ con phép để mình có thể mình đánh nó anh em ơi. Thì bản ngọc thì mình cũng để dưới video anh cho anh em tham khảo nha. Thì Masa có rất là nhiều bản ngọc để đánh anh em ơi. Đó, tùy theo phong cách mỗi người thì phong cách mình đánh vào ra thì mình sử dụng bản ngọc này. Đây đây sẽ có máu của company đây mà. Ồ mắt nó mất máu thốn kìa. Bây giờ gừng mình cũng đã lên đây ganh này. Bây giờ mình sẽ về mid mình farm đặt lính rồi xong mình sẽ lên ăn gọc đây mày. Ồ team mình ba người qua bắt chưa dân luôn, mình cố gắng mình farm 3 đến 1 mà. Rồi đã giết được chiêu dân luôn rồi, quá thơm. Rồi bây giờ về dẹt lính đó, cái xong cái ăn rồng nữa là quá ngon rồi, lợi thế cho team mình luôn rồi. Rồi mình lên được dạy kiên cường rồi, xong rồi mình sẽ lên món tiếp theo, đó chính là mặt nạ Beric nha em. Đó thì Maza là vị tướng mà có thể nói là cấu ghẻ thôi anh em ơi, không có sốc sát thương được đó, nên chúng ta lên mặt nạ Beric để có thể đốt sát thương nó trong 3 giây này mà mình cấu máu nó trước thềm giao tranh làm chậm nó là có chứ. Con Vera này đập nó luôn anh em ơi, quá hay rồi, ngon không ơi. Rồi dẫn lính xong rồi, bây giờ mình sẽ lên mình hỗ trợ đường rồng anh em ơi. Đi mid thì mình cứ đè đường rồng mình ganh hỗ trợ thôi. Đây mà lóc Cafani. Ô Cafani chết. Chết là được 1 điểm 2 gục anh em ơi. Thoát ra khỏi chủ. Masa nó có hồi phục nè anh em ơi. Nó có làm chậm cũng khá là ổn, nhưng cái thiếu của nó thì dường như là rất là nhiều mùa, đó chính là sát thương anh em ạ. Lúc mà Gargana tăng sát thương cho nó thì nó rất là bá, xong cái bị ui trầu đó ăn nguyên combo của nó luôn anh em ạ. Xong cái bắt đầu điều chỉnh sức mạnh lại, cái bắt đầu là yếu dần đi anh em ạ. Bây giờ là thiếu sát thương rồi, bây giờ đổi lại cơ cấu mà chiêu thức anh em thấy có nội tại nữa. Đánh có nội tại ở dưới nữa. Mấy bạn khó làm quen rồi, mấy bạn dần dần mấy bạn bỏ massage đi, bớt đánh anh em ạ. Thì bên server đại thì họ cũng hay sử dụng vị tướng này để đánh để leo team anh em ơi. Tại vì giao tranh thì cấu ghĩa khá là ổn và nói chung là cò nhây cũng tốt nữa. À mà lóc anh em ơi, bật chiêu cuối lụm nó luôn. Ui được mạng hỗ trợ anh em ạ. Đó mình lên cứ hỗ trợ rồi xong mình về đến farm thôi. Mà ra mà chỉ cần mà có chiêu cuối rồi anh em có thể là đi cà khịa team địch được khá là ngon luôn anh em ạ. Thì chẳng sợ ví dụ như nó dí mình thì mình bật chiêu cuối mình chạy thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ lên lại đường rồng mình ganh tiếp anh em ạ. Mình cứ đường rồng nó mình ganh thôi, top như mình dư sức ôm Achit như Ritter kèo cũng ngang ngửa đó anh em ơi. Mà lộc ơi con Vega kìa anh em ạ. Ui nó dồn combo mày hả Vega, chết luôn không, chết luôn không, chết nó gọi anh em ơi. Rồi đã lên được mặt nạ Vega anh em ơi. Mày hả mà lóc, ui mà lóc nó nhảy kìa, nhảy giết được con không luôn kìa, cấu máu nó anh em ơi. Hay là Togo băng trụ luôn thì cỡ nào mà nó băng đó, lấy trụ anh em ơi. Thì mình sẽ lên món tiếp theo là món sách chi hồn anh em. Đi mid dường như là bây giờ là trận nào cũng lên sách luôn anh em ơi. Quá nhiều vị tướng có thể hạ phục. Ây da chịu dân anh em ơi. Ui bật chiêu cuối chạy tóc biến luôn. Rồi chết ngược luôn. Quá hay rồi Valet đây. Siêu việt. Mình còn miếng máu mình cũng không cần biến về anh em. Masa thì nó hồi phục khá là tốt. Achit nó lên luôn kìa anh em. Đó mình hồi máu xong cái bắt đầu mình ra mình farm đến tí rồi máu nó hồi. A Achit. Nó bật chiêu cuối luôn kìa anh em ơi. Dí nó em ơi. Không được rồi. Mình cứ sử dụng chiêu 2 mình cứ hồi máu đó em ạ. Đó, bây giờ lính chuẩn bị lên, tính đi ganh mà chuẩn bị lên cho anh em ơi.
nên mình sẽ đứng đây đó. Chiêu nó hồi cũng khá là nhanh đó. Ô, qua led quá hay rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ farm tiếp, anh em thấy không? Farm cái là gần đầy máu rồi. Lên đường trên ép tiếp cái đường gọc nó lên mà. Nếu mà anh em thấy cái phong cách mà trang bị bán ngọc của mình nếu mà ổn thì anh em có thể đưa vào lưu anh nha anh em. Đánh team cũng khá là ổn nha, và những vị tướng hot beat thì massage cũng được. Đây mình mặc chiêu cuối đâu nó không khống chế được mình. Một chiêu một có nghĩa nó đấy mày. Bật chiêu hai hồi máu, chiêu một ù nó chém cũng thốt anh em. Ơi lên được cuốn sách rồi nha anh em. Khi mà lên được cuốn sách thì mình sẽ lên cái quyền trượng ra nha anh em. Đó. Tại sao mình lên cái quyền trượng ra? Tại vì mình cầm luyện kim anh em, vì có thể là dễ bị sốc sát thương chết. Nên mình sẽ lên cái quyền trượng ra để mình có thể thứ nhất là không có bị sốc sát thương chết anh em ơi. Tại vì khi máu mình thấp mình sẽ được nhận được một lá trắng nè. Thứ hai là mình sẽ nhận được cái khả năng hút máu nữa. Cộng với nội tại của Maza nó có hồi phục nữa anh em thì thôi khỏi nói luôn rồi. Tuyệt vời anh em ạ. Ui chịu dân anh em ơi. Anh em thấy không? Hồi phục rất là nhiều luôn. Đó. Ui chịu dân. Dí nè, trời nó còn biến máu luôn kìa anh em ạ. Rồi xong nó bị đốt sát thương nữa. Đó bây giờ mình cứ đứng đây mình nhây nhây mình farm xong bắt đầu mình hồi máu tiếp thôi. Mà lóc nữa. Hồi được 630 luôn anh. Ôi nó tới luôn, nó tốc biến luôn nó. Sử dụng chiêu cuối hơn không lên bảng anh em ạ. Rồi biến về nha mày. Này biến về được lính còn khá xa. À, mình cố gắng là biến về thôi. Tính coi nhây nhưng không biến về luôn anh em ơi. Nhưng mà giờ biến về. Team mình đang có lợi thế anh em ơi. KDA thì hai team thì cũng khá là chênh lệch. Team mình đang có 17 điểm hạ gục, team bạn chỉ có 5 điểm hạ gục thôi. Ê, assist kìa anh em ơi. Dĩ assist luôn, dĩ assist. Để con nó chạy đâu. Ui, nó không gần ở đây. Câu ghĩa mà lóc rồi. Cho mày chém thoải mái luôn. Sử dụng chiêu 2 là cũng một khúc máu rồi. Sử dụng chiêu 2 một khúc máu rồi. Ôi, cái trụ kìa anh em ơi. Cái trụ còn miếng máu luôn rồi. AD thì mình bắn cũng khá gác nè mà. Ui, acid kìa, acid kìa, hay quá Togo. Ok, tuyệt vời. Rồi, ngon. Chiêu 2, chiêu cuối vô anh em ơi. Lụm luôn, dí Farafani luôn. Dí Farafani luôn. Quá ngon, đẩy trụ luôn em ơi. Giết được 4 rồi. Ôi, con chịu dẫn tính nhào vô nè mà. Nhào vô không? À, sử dụng chiêu 1 rồi, kéo một cái. Hoặc chiêu 2, hoặc phục. Đánh cảm giác từ tốn anh em ạ. Không sống sát thương mà chỉ có ghẻ đó thôi. Thứ hai là con tướng này dường như là nó sẽ ít bị fit anh em ạ. Tại lý do là dù như tướng nó dí mình thì mình bật chiêu cuối mình chạy thôi, mình không hổ báo nữa. Mình không có giống như là phản hạ gục nhiều nhưng mình hỗ trợ team. Vậy là mình không có bị fit là team mình đã cảm ơn mình rồi. Bây giờ mình sẽ xuống mình ăn con dê anh em ạ. Ui dạ, con dê chắc hơi lâu, bắn phụ phát hai phát cái Violet. Đúng rồi, bắn phụ cho ăn nhanh ơi. Rồi cảm ơn luôn. Ok, đã có con dê cái này mày. Đây đây, mày bắn vô. Ê ơi, nó bằng chữ cuối, mày bằng chữ cuối. Chạy luôn em ơi, nó đông quá. Câu kĩa nè, nè bây giờ là có chiêu 2, mình cứ nhấp chiêu 2 là thả bụp làm chậm. Nó em thấy làm chậm nó Cavani lên bảng luôn em ơi. Team nó bị giết ba người luôn rồi, ép trụ được không? Ép luôn anh em ơi. Trời ơi, lính không có, xa quá. Nhảy xuống dưới. Nó cấu ghẻ thôi anh em ơi, cấu ghẻ cảm giác khó chịu rồi. Bước gà cứ cấu ghẻ. Bước gà cấu ghẻ. Dí. Hù không được rồi anh em ơi. Nó mình cứ farm thôi. Thấy đam nó không to nhưng mà nó chiêu nó hồi phục nha, chiêu nó hồi chiêu nhanh anh em ơi. Rồi có khả năng hồi phục còn nhây được nó dí mình ba người thì bây giờ mình bật chiêu cuối mình chạy thôi. Đó chiêu dân dí nha mày. Dạ câu quất máu ở đây mà chim mất cái tóc biến. À, bây giờ mình sẽ farm con quái này. Đó, nó có bù xanh nữa, thơm. Phụ Gitter rồi, ăn bù xanh nhanh thôi, chuyện cho chịu dân nè.
ăn được con bùi xanh nó hồi chiêu nhiều đó thì bạn cũng hiểu rồi. Ok, có bùi xanh luôn nha, ra khà khịa chiêu dân liền. Bùi xanh mày nè, ra đây lấy nè, ra đây lấy nè, chạy luôn rồi em ơi. Đó, farm nhẹ nhẹ thôi. Achit, achit. Giao tranh này nè, giao tranh achit lên bảng. Mà lóc luôn em ơi, bật chữ cuối lụm luôn không được rồi. Trời thân. Ồ, nó trời rút máu nó từ từ cấu nghĩa nó thôi, chạy về. Ơi 2-2 đây mà, 2-2 này em. Mình vẫn còn đầy máu nha anh em, cứ cù nhây rồi cứ chưa một chưa hai anh em thấy không, rồi rồi tuyệt vời luôn đây mà. Đầu nào bước ra đây coi, anh farm thôi bình thường. Vega sợ Vega anh chóng tim thôi anh em ạ. Anh em đánh Maza anh em chú ý nha, anh em cứ dụ như không có thấy tầm, dụ như đi ngang bụi cỏ thì anh em cứ nhắn lía chiêu hai cho mình nha. Cứ nhắn chiêu hai, nhắn chiêu hai vậy đó. Khi nó vừa xuất hiện nó sẽ bị dính chiêu hai làm chậm mình, có thể cơ hội mình chạy thoát được nhanh nha. Rồi món cuối thì mình sẽ lên cái trường hỗn mang anh em ơi, để xin giấy phép nè. Cuối game thì team nó trâu lắm mà. Ôi quá chết chịu dân rồi đó. Mình dí luôn anh em mà sợ gì, mày cái tơ là dư sức đuổi nó luôn. Cấu ghĩa nó chém hả, chém thì ngồi còn chiêu cuối bật chạy được nó, mình có hồi phục anh em thấy không. Sử dụng chiêu hai cái là hồi phục cũng khúc máu á. Ai Vega, Vega Vega đã về được rồi, về được không, về được không, bật chiêu cuối luôn em ơi. Ui không được, không được, ui tốc biến anh chín, nó bật chiêu cuối rồi, anh chín nó bật chiêu cuối rồi. Mình sẽ đứng ở ngoài mình canh ta đem ơi, chứ không có chiêu mới không vô được, chiêu mà hồi cũng khá nhanh thôi. Về thôi, giờ team mình chết hết 3 người rồi, giờ chỉ còn mình với AD à. Gà bùi xanh nè, bùi xanh nè, thua ngược ha. Thiếu AD mà giao tranh là mình thua là phải rồi, với lại cái đường nó không có lính đâu mà. Rồi chịu dân chắc lấy cái trụ dưới luôn rồi em ơi, cho nó cái trụ nó luôn đi, mình thủ cái trụ mid này quan trọng hơn, có trụ mid hồi giao tranh dễ. Coi nó có trong bụi không biết, chắc nó không dám vô bụi, anh em chắc nó ăn tinh công. Ôi ăn công thì ăn tà thằng rồi, ăn tà thằng rồi, chắc có thể nào là lật kèo thì cái góc đây anh em ạ. Ok bây giờ mình ra diệt lính thôi, diệt lính trước thì không quấn. Ui nó có máu còn không kìa, còn không còn 1.000 mốt máu à. Đây, đây, đây. Ăn bùa mình phải ăn con rồng nhỏ này mà không có, không có con xa ăn con rồng nhỏ. Ra đường mít anh em ơi, giết con rồng tiên phong. Cứ chiêu 1, chiêu 2 mình cấu máu nó là con rồng nó cũng sẽ mất tác dụng đó. Đây đây đây, tôi go quýnh luôn, quá đẹp luôn rồi tôi go ơi. Mình lên phụ bạn đây, mình lên phụ bạn đây. Achit anh em ơi, achit, mình sẽ làm chậm cho nó, cho AD bắn anh em ạ. Đó, không chế làm chậm cho bảo bảo kê AD anh em. Phụ tôi go, mày ra cà phê đi. Lên luôn, mình tới đây. Chưa win được nữa anh em, không có lính mới ác chứ. Đó, mình chỉ cấu máu mình hồi máu rồi anh em thấy không, hồi khúc khúc đó, hồi máu đó, hồi máu rồi anh em thấy không, 1.000 mấy máu rồi mà. Quá trâu, hồi quá ghê, đánh vậy ai chơi lại bạn ơi. Đó bạn thấy nếu mà cái trang bị này, cái nó, cách chơi của mình nó ổn thì anh em có thể áp dụng vào để ganh tốt nha anh em. Mình vẫn leo ganh gầm gầm đó, biết những cái con nào mà nó cù nhây như vậy là đánh cho nó vui nè mà. Ê là để dí cái tờ kìa em ơi. Đó mình xuống này nè, quýnh tao đi, thoải mái luôn, mình còn chiếc cuối từ từ bật anh em, từ từ bật chiếc cuối đó. Bây giờ bật chiếc cuối cũng đâu có một mày hả, về ra u nó chạy được luôn kìa. Chết rồi, bây giờ còn miếng máu anh em ơi, hồi phục không biết kịp, không biết đủ dư luôn anh em ơi, đủ sức quýnh luôn, quýnh luôn liên ngục tốc biến. Mình ra mình đã né nó được phát, bây giờ bật chiêu cuối vô dí nó luôn, chịu dân là cấu nghĩa nó. Dạ không có lính nữa, xuống đây mày thủ mà
farm đẩy chủ em ơi. Rồi, rồi 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 team win luôn rồi em ơi, win luôn rồi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo, những buổi livestream tiếp theo nha anh em. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye anh em.